Do hành vi bắt giữ người trái pháp luật, 8 đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, tháng 1 năm 2018, Cao Minh Mộng, trú huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An chơi cá cược bóng đá trên mạng và thua Trần Tấn Thanh và Nguyễn Văn Khanh số tiền 96 triệu 500 ngàn đồng, nợ Lê Trọng Minh 69 triệu đồng. Nên ngày 6 tháng 3, Minh cùng với 3 đối tượng khác đã ép Mộng trả tiền nợ được 40 triệu đồng. Cùng ngày, Khanh và 4 đối tượng khác đã bắt giữ Mộng, hăm dọa và yêu cầu phải gọi điện cho người thân đến để viết giấy nợ mới thả cho về. Không chỉ bắt giữ, các đối tượng trên còn đánh đập Mộng, yêu cầu người nhà của Mộng đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến chuộc. Tuy nhiên, khi chuẩn bị giao nhận thì các đối tượng bị lực lượng công an bắt quả tang.